Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chuyển động Crypto 24 giờ, một bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên kênh CryptoLinkVN. Bitcoin quay đầu khi lạm phát Anh đạt mức cao nhất trong 40 năm. Thị trường crypto quan mang khi ông lớn rút chân khỏi thị trường cổ phiếu. CEO Bitmex tuyên bố nên bán Ethereum ngay sau khi The Musk khởi chạy. Coinbase bị cáo buộc chuyển tiền trái phép. Mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động Crypto 24 giờ tối nay. Lạm phát ở Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua vào tháng 7, khi giá thực phẩm và năng lượng tiếp tục tăng theo chiều hướng xoắn ốc, gia tăng sức ép đối với các hộ gia đình. Theo công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia ONS, vào hôm nay, chỉ số giá tiêu dùng đạt 10,1%, cao hơn mức dự báo là 9,8% và tăng từ mức 9,4% vào tháng 6. Ngân hàng Trung ương Anh đã thực hiện 6 lần tăng lãi suất liên tiếp để kiềm chế lạm phát vào đầu tháng này, trong khi dự báo rằng Vương quốc Anh sẽ bước vào cuộc suy thoái dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngân hàng cũng cho rằng lạm phát sẽ đạt mức 13,3% vào tháng 10. Sau khi dữ liệu được công bố, Bitcoin đã giảm khoảng 700 đô xuống 23.785 đô vào 3 giờ chiều nay. Trong một tweet gần đây, trader nổi tiếng Peter Brands tuyên bố rằng Bitcoin đang trong quá trình hình thành mô hình nêm tăng và đang vật lộn để tìm cách duy trì trên mức 24.000 đô la. Nhiều quốc gia hiện đang tìm cách số hóa một phần nền kinh tế của họ để kiểm soát tốt hơn dòng tiền. Chính phủ Colombia cũng đang có kế hoạch tung ra đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình trong tương lai gần. Được biết, đây là một trong những đề xuất của tổng thống mới nhậm chức Gustavo Petro nhằm hạn chế tình trạng trốn thuế, ước tính chiếm từ 6% đến 8% GDP của Colombia. Luis Carlos Reyes, người đứng đầu DIAN, cơ quan thuế Colombia, tuyên bố rằng mục đích của đồng tiền kỹ thuật số này sẽ là tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch để các thương gia không thể trốn thuế bằng cách sử dụng tiền mặt làm phương thức thanh toán. Reyes ước tính điều này tương đương với 6 hoặc 8 cải cách thuế đã được thực hiện trong nước và mang về tối đa là 1% hoặc 1,5% GDP. Tuy nhiên, Reyes đã không tiết lộ bất kỳ đặc điểm nào của tiền kỹ thuật số hoặc cách thức hoạt động của nó cùng với các hệ thống thanh toán truyền thống trong nước. CryptoLinkVN xin trân trọng thông báo, để tri ân sự ủng hộ của quý khán thính giả trong thời gian vừa qua và để kỷ niệm channel đạt mốc 10.000 subscribers đầu tháng 9 năm 2022, chúng tôi khởi động tính năng Watch and Earn, mang đến trải nghiệm mới vô cùng thú vị. Một trải nghiệm có thể giúp các bạn gia tăng thu nhập từ việc xem video trên website của CryptoLinkVN. Mọi thông tin về sự kiện sẽ được cập nhật chi tiết hơn trong các bản tin tiếp theo và trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi. Mong quý khán thính giả đón theo dõi. Chân thành cảm ơn. Michael Burris, nhà đầu tư nổi tiếng trong việc khống chế bong bóng nhà đất năm 2008, đã bán gần như tất cả cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình trong quý 2, cho thấy có thể sẽ có một đợt điều chỉnh mạnh trên cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Theo một tiết lộ của 13F được nộp cho Quỹ ban chứng khoán và giao dịch SEC vào ngày 15 tháng 8, quỹ đầu cơ Sion Asset Management của Burris đã chuyển giao khoảng 292 triệu đô la cổ phiếu trị giá trên các công ty từ Apple và Meta cho gã khổng lồ thực phẩm Bristol Myers Squibb, chỉ để lại một vị thế yếu trong một công ty tư nhân. Vì Bitcoin, BTC và tiền điện tử có mối tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán, đặc biệt là liên quan đến các sự kiện kinh tế vĩ mô như tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và xung đột Nga-Ukraine. Triển vọng giảm giá của Burry về chứng khoán cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo cho tiền điện tử. Ông cũng nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư không nên nhảy thị trường trong bối cảnh FOMO và FUD. Lưu ý rằng đầu tư là một cuộc chơi dài hạn và thường không hiệu quả đối với những người mong muốn kiếm lời trong ngắn hạn. Đầu tháng này, Burry đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng bất chấp sự phục hồi gần đây trong tiền điện tử và chứng khoán, nhưng mùa đông crypto vẫn sẽ kéo dài. Ông chỉ ra rằng lãi suất tín dụng tiêu dùng của Mỹ tăng 40 tỷ đô la mỗi tháng, trái ngược với mức trung bình lịch sử là 28 tỷ đô la mỗi tháng, là lý do giải thích cho điều này. BNB Chain, một mạng lưới blockchain được tạo ra bởi sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nền tảng giao dịch tập trung vào châu Mỹ Latin, Blasi, đã thông báo rằng họ sẽ tung ra một khóa học phát triển Web3 cho khu vực này. Đến cuối năm, khóa học đặt mục tiêu có thể tiếp cận 30.000 sinh viên. Squindling Regina, giám đốc đầu tư tại BNB Chain, nói rằng đây sẽ là tài nguyên giáo dục chính có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha dành cho các nhà phát triển Web2 để xây dựng lên Web3 với BNB Chain. Nhìn chung, rào cản lớn nhất khi gia nhập ngành này là khả năng tiếp cận và trình độ học vấn cùng với các quy định không rõ ràng từ chính quyền địa phương. Ngay cả đối với những người đã mua tiền điện tử, sự hiểu biết về cách thức hoạt động của công nghệ này thường bị hiểu nhầm. Theo một cuộc khảo sát từ Motley Fool, gần 10% người được hỏi sở hữu tiền điện tử cho biết họ không hiểu cách thức hoạt động thật sự của nó. Vì vậy, giáo dục là then chốt. Nó thậm chí còn quan trọng hơn ở các khu vực Mỹ Latin, nơi tiền điện tử có tiềm năng trao quyền cho người dân địa phương không được tiếp cận với các thể chế tài chính truyền thống.
Trong một bài đăng trên blog gần đây, cựu giám đốc điều hành Bitmex Arthur Hayes tuyên bố rằng thời điểm tốt nhất để bán Ethereum ETH là ngay đỉnh của nâng cấp Demux. Đồng tiền điện tử lớn thứ hai sẽ trải qua một đợt sụt giá nhanh chóng và lẩn quẩn nếu bản nâng cấp Demux bị thổi phồng quá mức. Hayes tin rằng cách tốt nhất để phòng ngừa trước một kịch bản giảm giá như vậy là sử dụng quyền chọn bán. Bằng cách đó, nó sẽ có thể loại bỏ các khoản lỗ không bị ràng buộc. Như CryptoLitVN đã đề cập trước đó, bản nâng cấp được mong đợi này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Hiện các nhà phát triển đang thêm các bước hoàn thiện. Đầu tháng này, Hayes đã dự đoán rằng giá Ethereum sẽ quay trở lại mức 1.000 đô la nếu Demux không thành công. Nó có thể sẽ phục hồi lên khoảng 1.600 đô la nếu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có các động thái tích cực hơn trong việc kiềm tỏa lạm phát. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng các lệnh trừng phạt gần đây của chính phủ Hoa Kỳ đối với Tornado Cash đã trở thành một cú trượt dài đối với quyền riêng tư của Web3 và cuối cùng có thể khiến toàn bộ không gian trở nên vô nghĩa. Sumo Chu, người đồng sáng lập giao thức quyền riêng tư Manta Network chạy trên Polkadot mới đây đã bày tỏ lo lắng tương tự rằng các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với Tornado Cash có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi giao thức Web3, bao gồm cả những giao thức cung cấp quyền riêng tư. Chu thừa nhận rằng lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ được thực hiện bề ngoài vì lợi ích an ninh quốc gia, chống lại nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus sử dụng Tornado để rửa tiền. Nhưng thực chất, nó thể hiện sự thiếu hiểu biết của các nhà quản lý về cách hệ thống phi tập trung dựa trên mã nguồn mở có thể được vận hành khi tìm cách kiểm soát đặc quyền riêng tư của DeFi. Một vụ kiện tập thể mới đã được đệ trình chống lại Coinbase tại liên bang Georgia, cáo buộc công ty tham gia vào việc chuyển tài sản trái phép đóng băng tiền của người dùng trong một thời gian dài đã gây ra những thiệt hại đáng kể do sự biến động của tiền điện tử. Georgi Katula, nguyên đơn chính cho biết anh ta đã thay đổi mật mã của mình như được yêu cầu trong một email từ Coinbase. Và sau đó, gần 6.000 đô la tiền điện tử đã bị rút khỏi tài khoản của anh và chuyển cho các bên không xác định. Những nỗ lực để đảm bảo tài khoản từ Katula cũng không nhận được hồi đáp từ sàn giao dịch. Đơn kiện cũng cáo buộc rằng Coinbase đã không đáp ứng kịp thời yêu cầu, hỗ trợ và giúp đỡ của khách hàng, không bảo toàn và bảo vệ tài sản của khách hàng như đã hứa và cho phép tin tặc lấy đi 1.000 đô la từ tài khoản ngân hàng của anh ta. Hiện Coinbase chưa trả lời bình luận về vấn đề này. Vào ngày 16 tháng 8, nền tảng cho vay DeFi AIV đã công bố đề xuất kêu gọi cộng đồng bình chọn Ethereum Group of Stake làm hệ thống quản trị tiêu chuẩn mới của nền tảng dựa trên sự chuyển đổi sắp tới ở sự kiện Demux thay vì chọn các nhánh fork khác và Ethereum Group of Work nếu nó xảy ra. Đề xuất sẽ sớm được thực hiện trên DAO của AIV, cho phép sở hữu mã thông báo AIV bỏ phiếu về các phát triển phần mềm và cập nhật cho giao thức AIV. Ngoài ra, thông báo từ AIV cũng nêu rõ, đề xuất đi kèm với hai thông số kỹ thuật chính. Đầu tiên, các thành viên sẽ chính thức báo hiệu rằng AIV DAO được triển khai trên sự đồng thuận Group of Stake của Ethereum Mainnet, đồng thời cung cấp cho người quản lý cộng đồng quyền chặn việc khởi chạy dự án trên bất kỳ chain nào phát sinh từ Ethereum sau Demux. Vốn hóa thị trường vào lúc 18 giờ chiều nay điều chỉnh nhẹ về mức 1,18 nghìn tỷ đô la, giảm 1% trong 24 giờ qua. Tiền điện tử hàng đầu Bitcoin đang trao đổi tại 23.792 đô la, điều chỉnh 1%. Ethereum giao dịch quanh 1.877 đô la, giảm nhẹ 0,6%. Binance Coin giao dịch tại 314 đô la. CryptoLitVN xin cảm ơn nhà tài trợ CAVN Capital và quý khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. CryptoLitVN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.